Thấy không? Không lường trước được, có nghĩa mình không lường trước được sáng nay mẹ con mình dậy trễ đi học. Cô Hoàng Trinh có ngồi cái dáng này không mà ngồi kỳ vậy? À, cô ngồi dáng này à? Ok, ok, ok. Cái chân ra, cái tay để lên cái đầu gối. Rồi cái tay này để lên đầu gối, để cái tay như này xuống. Ok, ui giời. Phải ngồi đúng dáng mới chịu à? Kinh thật. Tình yêu của mẹ. Bye.